Hôm nay ngày 12 tháng 11, giá vàng thế giới lao dốc trong bối cảnh chịu áp lực chốt lời từ nhà đầu tư. Tương tự, giá vàng trong nước cũng được điều chỉnh giảm. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Tính đến 6 giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC được tập đoàn Doji niêm yết ở ngưỡng 81,9, 85,4 triệu đồng một lượng, ở chiều mua vào, bán ra. So với đầu phiên giao dịch trước, giá vàng tại Doji giảm 100.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng một lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua, bán vàng SJC tại tập đoàn Doji ở ngưỡng 3,5 triệu đồng, lượng, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 81,9, 85,4 triệu đồng một lượng, ở chiều mua vào, bán ra, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 82,1, 85,4 triệu đồng một lượng, ở mua vào, bán ra, hiện chênh lệch giá vàng mua, bán được niêm yết quanh ngưỡng 3,5 triệu đồng một lượng. Giới chuyên gia nhận định, mức chênh lệch này rất cao khiến nhà đầu tư đối diện nguy cơ thua lỗ khi đầu tư ngắn hạn. Giá vàng nhẫn tròn 9.999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 83,15, 84,95 triệu đồng một lượng, ở chiều mua vào, bán ra, giảm 200.000 đồng một lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên giao dịch trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 83,08, 84,93 triệu đồng một lượng, ở chiều mua vào, bán ra, giảm 240.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 190.000 đồng lượng chiều bán ra. Tính đến 6 giờ sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco hồi phục lên ngưỡng 2.623 đô la Mỹ một ounce, giảm 61,4 đô la Mỹ một ounce so với đầu phiên giao dịch trước. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 12 tháng 11 cụ thể như sau: xăng E5 RON 92 không quá 19.744 đồng lít, xăng RON 95 không quá 20.854 đồng lít, dầu hỏa không quá 19.294 đồng lít. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng với mặt hàng gạo. Hiện giá gạo nguyên liệu IR504 hè thu lên mức 10.500-10.600 đồng kg, tăng 50-100 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR504 ở mức 12.450-12.550 đồng 1 kg, tăng 50 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Trên thị trường lúa thì lúa IR50.404 có giá ở mức 7.300-7.500 đồng 1 kg, lúa đài thơm 8 ở mức giá 8.200-8.400 đồng 1 kg, lúa om 5.451 ở mức 7.300-7.500 đồng 1 kg, lúa om 18 có giá 8.200-8.400 đồng 1 kg, lúa om 380 dao động 6.800-7.000 đồng kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé!